Và ngoài khu phố, kính thưa các cụ, các ông, các bà trong họ tộc lộ ngoại gần xa, bà con xóm phố, cùng bạn bè các bạn cô của gia đình của ông Lê Văn Thanh. Chúng tôi đại diện cho ban tổ chức tăng lễ khu phố Thích Đằng, cùng lãnh đạo khu phố, ban công tác mặt trận, ban chấp hành chi hội nông dân, ban chấp hành chi hội người cao tuổi khu phố Thích Đằng, phường Lạc Sơn có mặt tại gia đình tăng gia để chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này đến gia quyến và cổ phụ đã bị việc trưởng Nam Lê Văn Tư cùng họ tộc nội ngoại gần xa lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng thời làm lễ truy điệu, lễ tiễn đưa cụ ông Lê Văn Thanh về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Kính thưa toàn thể tang lễ, cụ ông Lê Văn Thanh thân thương của chúng ta không còn nữa. Người chồng, người cha, người ông, người anh, người em mến thương của gia đình không còn nữa. Cụ mãi mãi vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng theo cùng tiên tổ. Trải qua một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được bệnh viện, gia đình tận tâm cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, cụ không qua khỏi. Trong thời gian đau yếu phải nằm điều trị, cụ đã được các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, họ tộc nội ngoại gần xa, bà con xóm phố đến động viên thăm hỏi và chia sẻ. Vợ con nâng đất từng viên thuốc chén cơm, nhưng số mệnh đã định, cụ đã chết hơi thở cuối cùng và đã tạm thế vào hồi 10:05 ngày 12/5/2023, tức ngày 23/3/Quý Mão, hưởng thọ 88 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn, niềm thương tiếc khôn nguôi của vợ, của con, của anh, của em, của họ tộc mà không thể có gì bù đắp được. Chuyện đời thường trải qua, sinh mạnh não tử, sinh có hạn tử bất kỳ, cái chết của con người không sao tránh khỏi. Kính thưa toàn thể tang lễ, cụ ông Lê Văn Thanh sinh trưởng trong một gia đình khá giả, sớm giác ngộ cách mạng. Thời nhỏ cụ được gia đình nuôi ăn học hết cấp 2, sau đó cụ ở lại địa phương tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế cùng gia đình. Hòa bình nhập lại đến những năm 1989-1960, gia đình cụ đã tham gia đóng góp tài sản như châu bò để vào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng, nay là Xích Đằng. Bản thân cụ là một xã viên gương mẫu và tích cực, được giao các nhiệm vụ như phụ trách máy bơm nước, máy xay rác của tập thể, cụ đều hoàn thành xuất sắc. Cụ luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Đến tuổi trưởng thành, cụ xây dựng gia đình với cụ bà Nã Thị Điểm, sinh được 5 người con, trong đó có 2 người con trai và 3 người con gái. Các con của cụ đều phương trưởng, đều có công ăn việc làm ổn định, có nhiều người đã lên ông lên bà. Cụ có 10 cháu nội ngoại, hiện các cháu đang học tập và công tác trên khắp các miền quê của tổ quốc. Cụ được 4 chắc, các chắc còn nhỏ đang đi học. Kính thưa hương hồn cụ ông Lê Văn Thanh, 88, mùa xuân của cuộc đời đã đi qua, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Với gia đình, cụ là người chồng, người cha mẫu mực và là chỗ dựa vững chắc để cho con cháu yên tâm học tập, công tác, lao động và sản xuất. Bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Nay cụ đã đi xa, dẫu có biết rằng ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm và hình ảnh của cụ vẫn mãi mãi ở lại trong tâm trí của vợ, của con, của gia đình, của họ tộc, của bà con xóm phố. Tất cả từ nay
không còn nhìn thấy bóng dáng của cụ thấp thoáng đi về nơi xóm xưa. Trong giờ phút đau thương này, trước lúc chia đi, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ khu phố Trích Đằng, chúng tôi xin gửi đến gia quyến và quả phụ Lã Thị Điểm, trưởng Lan Lê Văn Tư cùng họ tộc nội ngoại gần xa lời chia buồn sâu sắc nhất về những tổn thất mất mát to lớn này mà không thể có gì bù đắp được. Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt cụ ông Lê Văn Thanh. Chúc cụ yên nghỉ nơi suối vàng, an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ tới cụ, tôi đề nghị các quý vị đại biểu cùng toàn thể tang lễ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chính quyền phường Nam Sơn, các đoàn đại biểu của khu phố Trích Đằng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị em họ hàng đồng bào, các gia đình thông gia, tiên gia cùng toàn thể nhân dân. Bố tôi sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, nhưng do tuổi già sức yếu, bệnh tình quá nặng, nên bố tôi đã không qua khỏi. Đó thực sự là một nỗi đau xót rất lớn, một sự mất mát không gì so sánh được. Từ khi bố tôi lâm bệnh, hiện tại những phút cuối cùng ở trong cả tang gia lễ hôm nay, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ giúp đỡ. Trước hết xin thay mặt toàn thể tang gia chúng tôi xin được nghiêng mình cảm tạ tấm lòng phân ưu đầy thành kính của quý vị và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban tang lễ, các cơ quan đoàn thể, các vị và nhân dân khu phố họ hàng nội ngoại xa gần, các gia đình thông gia liên gia và con nhân dân đã bố chút thời gian và ngọc đến cung viếng chia buồn, tổ chức lễ thi điệu, lễ an táng cùng gia đình. Sau buổi lễ an táng bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi có lời mời tất cả bà con trở lại gia tang để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Trong lúc tang gia bố tôi, không tránh khỏi thiếu sót gia đình chúng tôi, xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn. Sau đây là lễ di quan cụ ông Lê Văn Thanh được bắt đầu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.